bao xuân xưa nơi Gò Đống Đa, áo vải cờ đào bay bay trong gió. Phương Nga của đài truyền hình SBGN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi mời quý vị theo dõi một cái câu chuyện và một buổi phỏng vấn, mình gọi là phỏng vấn nhưng mà đây là tâm tình đặc biệt với một người cũng rất là đặc biệt và cũng rất quen thuộc với lại khán giả của đài SBGN, đó là ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ thực hiện một chương trình nói chuyện đặc biệt mà có liên quan đến cái cuộc đời của anh Huỳnh Công Ánh cũng như là đến những mùa xuân mà anh đã trải qua. Trước tiên thì Thu Nga xin được chào nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Chào chị Thu Nga. Và nhân đây, Huỳnh Công Ánh xin kính gửi đến quý khán giả của đài SBTN lời chào thân mến và hẹn một mùa xuân huy hoàng nhất trong cuộc đời tị nạn của chúng ta. Dạ vâng, nói về cái cuộc đời tị nạn và trước khi mà anh trở thành một cái cuộc đời tị nạn mà anh định cư ở tại Hoa Kỳ này, anh đã trải qua một cái thời kỳ mà rất là khó khăn, gian khổ. Nói về chuyện trong tù thì nó dài lắm. Nhưng mà hôm nay như cái tinh thần mà chị Thu Nga nói đó, là cứ mỗi độ xuân về là chúng ta hồi tưởng thương nhớ đến quê hương và ôn cố tri tân, có nghĩa là nói lại chuyện cũ. Thì chuyện tù nó dài mà không phải mình tôi, có hàng trăm ngàn người, tất cả quân dân miền Nam, quân dân cán chính miền Nam là đều chịu cái hệ lụy mà rất là đau khổ đó. Chị Thu Nga hỏi tôi bắt lúc nào thì tôi không bị bắt. Mà tôi cũng nhiều như nhiều anh em khác, khi tôi chạy vô cái đơn vị cuối cùng chạy vô Sài Gòn, tôi sư đoàn 22 và cái trung đoàn tôi là trung đoàn 40. Tôi là chỉ huy trưởng hậu cứ của trung đoàn. Và vào Sài Gòn đó thì cuối cùng thành lập lại ở Vũng Tàu và cái đơn vị cuối cùng của tôi là đóng ở quận Rạch Kiến, tỉnh Tân An. Sau cái ngày cuối cùng 30 tháng 4 đó thì như mọi người bỏ giày bỏ súng, sau khi có lệnh đầu hàng của Dương Minh thì tôi chạy từ Tân An về Sài Gòn và tôi đi trình diễn, gọi là trình diễn để học tập. Thành ra lát nữa cái chuyện tức tôi là mình volunteer mà đi volunteer trình diễn để học tập, tại vì mình nghỉ học ăn học, tức là mình ngậm ngùi lắm bởi vì mình nai tơ mà không phải mình tôi nai tơ. Tới giờ này tôi thấy là cái cấp bậc nhỏ như tôi mà nai tơ nghĩ rằng là nó bảo là chuẩn bị 7 ngày ăn để mà đi học tập cải tạo. Thì có nhiều người thậm chí nói chuyện với một người cũng nổi tiếng là nó, ông cũng tưởng bở, ông đem đúng cái 7 gói mì ăn buổi sáng thôi. thành đã đi trình diện học tập. Sau này mới biết là có hàng bao nhiêu tướng lãnh cấp tá, cấp chỉ huy đàn anh họ đều nai tơ như tôi hết. Thì cái chuyện nai tơ, thiếu hiểu biết về cái gọi là cái gọi là lừa dối, cái lừa bịp, mà đại lừa bịp của tụi Việt Cộng như thế nào, thì mỗi lần mà nhắc tới họ thì thực ra là mình cũng phải ngậm ngùi về mình là vì mình thật sự là nai tơ. Cho nên trở lại câu trả lời mà nó lòng vòng như thế là vì tôi đi trình diễn học tập, không phải là bị bắt. Vâng, thì không biết đã có biết bao nhiêu người đã tin theo lời họ, tức là 7 ngày rồi 10 ngày, nhưng mà thật tình ra là người ta ở rồi tới 7 năm, 10 năm, có người tới 20 năm. Vì vậy cho nên là khi mà anh đi trình diện rồi thì họ bắt anh và cái họ đã ở, anh ở trong tù và cái thời gian anh ở trong tù từ miền Nam ra tới miền Bắc thì nó như thế nào, cái tù đầu tiên của anh? Khi mà anh biết ra là không phải 7 ngày nữa thì anh cái phản ứng nó vui lắm. Là chúng tôi về Sài Gòn thì cái anh em chúng tôi có 4 người đi trình diễn để học tập, trong đó có ông anh tôi, ông thứ 4 từ thứ 5. Ông nó thiết giáp, sau này ông về chỉ huy trưởng cảnh sát, rồi một anh nữa, anh bạn tù, ông tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Tôi ra trường một lúc thì anh tên là Lê Đức Trạch, rồi một anh nữa là đại úy nhưng mà ở tiểu khu là anh Thường, bây giờ anh qua Mỹ anh bỏ dấu quyền thành còn tên Thương. Thì 4 anh em chúng tôi đó tới ngày cuối cùng vẫn còn đùa giỡn là vì nó thôi bây giờ mình đã thua trận rồi, mà nó kêu đi học 7 ngày thì vui quá rồi, bây giờ 7 tháng mình cũng nhầm nhò chứ đừng nói 7 ngày. Thành ra tối đó anh Lê Đức Trạch anh đi đâu ổng không về, ngày đó nó bảo ra phường để mà lấy giấy tờ để biết trình diện học tập ở đâu. Thì 3 anh em chúng tôi còn lại là anh Thành, tôi và anh Thường ra phường. Tối về thì tụi tôi tập trung nhà anh Lê Đức Trạch. Thì tôi còn nghịch đến nỗi là anh Trạch về, anh hớt ha, anh Hải nó chết tha, tôi giờ trội trẻ, tôi không ra phường trình diện được trước khi đi học tập. Thành ra như thế nào, thì tôi còn díu ảnh là này, ra phường là người ta tập ca, tập hát, ta tập múa, xôn mì, xôn là xôn đố mì, rồi kết đoàn,
mà bây giờ ông không thuộc cái đó là ông đi học tập là nó không cho về, hoặc là nó cho về trễ, hoặc là ông không đậu được. Cho nên bây giờ này tôi làm sao ông làm vậy, tức là tôi múa ông cũng múa, mà tôi hát ông cũng hát, thành tương thiệt, thành khi tôi có tập giỡn nhảy múa như thế này ông vẫn nhảy múa theo đó, là tôi chọc ghẹo chơi. Nói như vậy để thấy rằng chúng tôi thấy rằng là không có gì quan trọng cho tới giờ cuối cùng, và tối ngủ hôm đó đến sáng hôm sau lọn tỏn đi ra trình diễn. Chúng tôi trình diễn ở chỗ cái trường Trần Quốc Toản ngay gần Thú đó, Sài Gòn đó, thì vui lắm. Mình nghĩ là tôi chỉ có đem 2 bộ đồ thôi và cũng đủ 7 người ăn thôi, và buổi sáng hôm đó thì còn líu lo lắm, trước khi vô cái rào kẽm gai mà vô trong cái chỗ mà trình diễn thì còn líu lo, anh em còn vui mừng lắm. Mình vô trình diễn xong rồi á, ngồi đó tối hôm đó nó đợi tới 10 giờ tối là mọi người lên xe, thì mình tưởng là mình là sinh viên mà, sinh viên đi học mà, dù sao cũng là sĩ quan cho nên đi học tập chắc nó cũng tôn trọng mình ha. Nhưng mà tới chừng lót tót trèo hết lên xe là một chiếc xe như thế, gọi là Motorola gì của nó đó ha, mà ngồi vô như nêm, và nó kéo cái màn bịt bùng lại. Là từ đó anh em là đã thấy là niềm vui là qua mau rồi, là những chuyện tếu chuyện giỡn của mình nghĩ là 17 ngày nhầm nhò gì là bắt đầu cho câu hỏi nó triền miên trong đầu rồi. Nó triền miên trong đầu những câu hỏi. Rồi khi mà xe nó bắt đầu nó chạy đó là nó không có nhìn ra cái gì bên ngoài hết, bịt bùng hết như là một cái xe mà chở lợn. Thậm chí có nhiều đứa mà có xe mà có lỗ lũng á, mà đứa nào được đứng gần lỗ lũng thì mấy đứa kia nó tụi bay coi thử bây giờ mình cái xe nó đi hướng nào tụi bay, đi tới cái trường nào vậy. Cũng hy vọng được tới trường chứ, học tập mà. Cuối cùng nó chạy tới sáng, nó chạy vòng vèo từ Sài Gòn mà lên Long Khánh thì đâu có xa, mà cho tới sáng mờ mờ nó mới bỏ lên Long Khánh. Nó bỏ vô một cái trại, giống cái trại mà hồi đó là trại pháo binh của mình á. Nhìn nhện văng đầy hết. Anh em chúng tôi xuống rồi mới quét dọn, đừng mà dọn cái nhà tù của mình ở. Nó vui như vậy đó. Nó cái điều kiện vui là khi vô nhà tù đó, trong vòng mà một tuần lễ, ngày nào nó cũng sinh hoạt hết, nhưng mà trong vòng một tuần lễ thì đầu tiên vô đó là để học 10 bài học mà gọi là lao động là vinh quang vân vân rồi đó, hoặc là xã hội chủ nghĩa muôn năm, thành đồng Liên Xô chủ nghĩa là bất diệt, là điểm tựa bất diệt của xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại khái như vậy. Thì trong lúc học tập là phải có ca hát thì nó bảo là anh nào biết nhạc của cách mạng ca hát thì cả cái láng 50 người, cái láng của tôi đầu tiên đó, là làm thinh hết, không ai biết hết. Thì tôi mới ngứa miệng, tôi nói nếu mà cán bộ mà có cái bài, có cái tập nhạc mà có nốt nhạc thì tôi làm được, tôi hát được. Thì nó bảo là anh chắc đó chứ. Ngày hôm sau nó đem tới cái tập nhạc. Thì tôi dở ra một bài, tôi tự động tới nói cán bộ dở một bài. Tôi dở ra một bài thì tôi bắt trúng cái bài đầu tiên mà tôi hát nhạc cách mạng đó, tức là cái bài Dòng Nước Sông La, Gái Sông La. Thì tôi dồn một hồi, dồn qua dồn lại 10 phút. Thì anh em nó sinh hoạt nói như nói tôi dồn 5-10 phút, nó cho tôi dồn 5-10 phút thì tôi sẽ tập hát. Cái bài đó, dòng nước sông La vẫn xanh trong đêm đàm, như gãy lam hồng hiên hậu thủy chung. Tôi thấy cái bài đó nó nhẹ nhàng, nó có gái sông La, nó hiền hậu, nó không sắc máu, mà cũng may cái tôi hát. Khi tôi hát rồi đó thì mấy thằng bộ đội nó trố mắt lên, thế anh bao nhiêu tuổi? Anh nói tôi 20 mấy tuổi. Thế anh nghe nhạc Hà Nội hồi nào? Anh nghe nhạc cách mạng hồi nào? Tôi nói tôi có nghe đây nè. Cái nốt này nè, nó không thể, nó không thể tưởng tượng được. Tại vì nó đâu có văn hóa. Nó dốt nát, nó đâu biết rồi nè. Cái này là ký âm pháp quốc tế. Nó có cái nốt nhạc này, nhạc sĩ nó viết cái này ra thì ai hát cũng được. Đó. Thì đại khái tôi mới nói đầu tiên, mà cái cảm nhận đầu tiên của anh em trong những ngày đầu ở Long Giao là như vậy, để biết bộ đội là ai và tại sao suốt từ miền Nam ra Bắc bao nhiêu trại, tôi là cái người cầm càn hát nhạc đó. Mà cũng chính vì hát nhạc mà tôi mới bị hệ lụy, tôi mới bị còng, tôi mới bị quấn, rồi tôi mới cuối cùng bức bách quá cho nên tôi không hề biết có diễn HO. Nếu HO thì tôi đâu có vượt ngục, vì những cái hệ lụy mà cái chuyện ca hát của mình mà nó dính tới chỗ là mình phải vượt ngục. Tóm lại là như vậy.
chắc rằng cái chuyện của anh Huỳnh Công Ánh sẽ rất là ly kỳ để thấy rằng miền Nam của chúng ta nhân bản đạo đức và tin rằng những người cộng sản cũng nhân bản đạo đức như vậy, nhưng mà đó là một cái lầm rất là lớn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi qua những cái chi tiết khác đó, thì anh Huỳnh Công Ánh trong cái thời gian mà anh ở tù đó, thì và qua những cái mùa xuân của dân tộc của chúng ta, thì anh đã có cái sáng tác gì? Và trước khi mà chúng ta đi vào những cái chi tiết sau, thì mời anh với một cái bản nhạc mà anh đã sáng tác ở trong tù, trong cái mùa xuân mà anh đang còn bị trong vòng lao lý của cộng sản. Sau khi ở miền Nam xong rồi là nó đưa ra Bắc, cái chuyện mà cái đoạn đường dài từ miền Nam đưa ra miền Bắc và anh em chúng tôi sống cuộc sống mà nó khốn nạn như thế nào thì cái chuyện dài không thể ở đây được. Nhưng mà khi ra miền Bắc á, thì có một lần là nó hô hào giống như trăm hoa đua nở vậy đó. Nói bây giờ anh em tự biên tự diễn, anh nào có khả năng văn nghệ, anh nào có khả năng thơ văn thì tự biên tự diễn. Là cái kiểu mà nó làm như năm xưa mà Hà Nội nó về nó kêu trăm hoa đua nở tự biên tự diễn rồi bỏ tù hết, bỏ tù và diễn tự lưu văn đoàn rồi trơn đại khái như vậy. Thì tóm lại tôi là cái người mà cầm càng cái đội cái trại cả ngàn người mà tôi cầm càng về vấn đề văn nghệ. Mỗi lần có đại có hội hát ca cho anh em giải khuây đó thì tôi là chính, cho nên tôi cũng sáng tác một bài. Thì nó nghĩ rằng trong khi mình học tập từ Nam ra Bắc đã thấm nhuần 10 bài học tập rồi, ca tụng xã hội chủ nghĩa tạ cả ca tụng Bác Hồ vân vân, thì nó nghĩ là tôi sẽ sáng tác một cái bài giống đường lối như vậy. Anh em thường thường nó sáng tác giống như vậy thì nó trình diễn để nó đo lường coi cái mức độ như thế nào, thực ra cũng là phấn phờ. Thì tôi có sáng tác một bài nhân cái mùa xuân. Mà chính cái bài này sau này anh em nó báo cáo, nó phân tích từng điểm, nó bảo là mai nở sớm rụng trên lưng áo bạc, làm hoa mai là ông ca ngợi mấy ông sĩ quan. Sĩ quan đeo trên hoa mai. Sĩ quan mà hoa mai vàng, hoa mai bạc, thấy không? Thành ra chính vì thế mà sau này nó không cho hát nữa mà nó còn cầm đầu nữa. Dạ, xin mời anh. Đó. Dạ. Thì bây giờ tôi xin hát cái... Nơi tuyến đầu ngăn giặc ngoại xâm, anh đứng giữa rừng mai vàng đua nở, nỗi rung động khua đều trong nhịp thở. Em ơi, có phải đất nước mình tất cả đều là xuân, mà bốn mùa hoa nở quanh năm, rừng núi mênh mông biển xanh sông gâm, những câu hát dòng họ nhặt quang đầm ấm, những cánh đồng màu mỡ mỏi cánh cò bay. Bàn tay tiếp nối bàn tay, tay dựng nước rồi bàn tay đi giữ nước, gương sáng cha ông ngày nay anh tiếp bước, không quãng giang lao dầu dãi gió sương, sung mòn vai anh đứng giữa núi rừng, mai nở sớm rụng trên lưng áo bạc, anh đứng đây nơi tuyến đầu ngăn giặc, để có xuân về mai nở trên quê hương và nụ cười tươi thắm trên môi em. Anh đứng đây nơi tuyến đầu ngăn giặc, để có xuân về mai nở trên quê hương và nụ cười tươi thắm trên môi em. Hai cái bài tự biên tự diễn là như vậy, nó có đoạn hai nữa. Rồi sau này để có xuân về mai nở trên quê hương, hay là mai nở sớm rụng trên lưng áo bạc, anh đứng đây nơi tuyến đầu ngăn giặc. Chính vì vậy mà nó phân tích nó cái bài đó. Sau khi tôi trình diễn thì cả một cái đám công an cán bộ đông nghẹt hết, họ mở cái màn ra. Ở mình trình diễn là kéo màn rồi kéo màn lại, họ mở ra họ biểu hát lại, họ hoan nghênh như thế đó. Nhưng mà sau này người ta phân tích cái bài đó là ông ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa,
là hoa mai vàng và hoa mai bạc. Chứ không phải ông ca ngợi cách mạng, chính vì thế mà cấm hát. Dạ vâng. Vì vậy cho nên là cộng sản là chúng ta không biết là họ suy nghĩ cái gì, họ suy nghĩ rất là kỳ cục. Vì vậy cho nên là những ông mà ca nhạc sĩ hay là những người tâm lý chiến giống như anh Huỳnh Công Ánh thì ở tù nghĩa là coi như là triền miên. Nhưng mà đối với dân tộc của Việt Nam chúng ta, với người Việt Nam của chúng ta thì lúc nào chúng ta cũng mơ một ngày mà đất nước của chúng ta được chiến thắng và có một cái mùa xuân huy hoàng giống mùa xuân Đống Đa. Thì chắc là bây giờ đó, trước khi mà chúng ta tạm ngưng cái chương trình này và trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới, thì chắc anh Thu Nga rất là thích cái bài mà Mùa Xuân Đống Đa, và xin mời anh gửi đến cho quý vị khán giả. Tôi có viết một bài Cứ Mùa Xuân Về, nhưng mà cái mùa xuân này đó là mùa xuân Đống Đa. Bao xuân xưa nơi Gò Đống Đa, áo vải cờ đào bay bay trong gió. Xuân năm nay trong lòng chúng ta còn ánh vinh quang hay đã phai mờ? Hôm thiêng xưa quang trung vung ra, hàng vạn quân thanh kinh hồn khiếp vía. Cháu con nay ở khắp phương trời xa, có ngầm ngồi thương đau giờ làm kiếp không nhà. Tay trong tay ta cùng cất cao, tiếng hát rộn ràng xua tan nhung nhớ. Thương quê hương muôn trùng cách xa, hình bóng quê xưa ôi khó phai nhòa. Muôn hoa xuân tươi vương hương bay, và trầm hương xuân đất trời bát ngát. Bóng đâu đây hạt nắng xứ người xa, ánh vàng vàng nhưng không phải là nắng ấm. Đã mang về những niềm vui mới, non sông gấm hoa đang rộn rã tiếng cười. Nay cũng đông tàn mùa xuân tới, con dòng cháu tiên xạo mỗi đứa mỗi nơi. Ai có đi về nhắn dùng bên ấy, khi nào núi sông không còn tiếng thơ dài. Muôn dân tất cao bài ca dân chủ mới, người người khắp nơi về xây đắp quê hương. Bao xuân xưa nỗi Gò Đống Đa, áo vải cờ đào bay bay trong gió. Xuân năm nay trong lòng chúng ta còn ánh vinh quang hay đã phai mờ? Hương tiếng xưa quang trung vung ra, hàng vạn quân thanh kinh hồn khiếp vía. Cháu con nay ở khắp phương trời xa, có ngầm ngồi thương đau giờ làm kiếp không nhà. Tay trong tay ta cùng cất cao, tiếng hát rộn ràng xua tan nhung nhớ. Thương quê hương muôn trùng cách xa, hình bóng quê xưa ôi khó phai nhòa. Muôn hoa xuân tươi vương hương bay, và trầm hương xuân đất trời bát ngát. Bóng đâu đây hạt nắng xứ người xa, ánh vàng vàng nhưng không phải là nắng ấm quê nhà. Xuân đã mang về những niềm vui mới, non sông gấm hoa xua rộn rã tiếng cười. Nay cũng đông tàn mùa xuân tới, con rồng cháu tiên xạo mỗi đứa mỗi nơi. Nhân dùng bên ấy,
khi nào núi sông không còn tiếng thở dài, muôn dân cất cao bài ca dân chủ mới, người người khắp nơi về xây đắp quê hương, người người khắp nơi về xây đắp quê hương. Cảm ơn anh Huỳnh Công Ánh. Thưa quý vị, vừa rồi là một chương trình đặc biệt về Tết. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mời anh Huỳnh Công Ánh gửi lời chúc Tết. Cảm ơn chị Phương Nga. Và nhân đây, nhân dịp xuân về, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời cầu chúc an khang, thịnh vượng, và chúng ta cùng một nỗi niềm là hướng về quê hương, một quê hương thực sự không còn bóng cộng sản, một quê hương thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin kính chào quý vị. Vâng, giống như là mùa xuân của Đống Đa. Vâng, đến đây thì phần văn học nghệ thuật về đặc biệt về mùa xuân xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một mùa xuân thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Hoàn hoa đông đông anh hùng của Việt Nam ngàn đời yêu dấu, sáu lần vào Nam sông pha chiến đấu, đập tan quân cướp Thái Lan, ba lần ra Bắc quét sạch bào tàn. Vỗ tay vỗ báo cờ đài sang làng hào quang, trăm năm xuất chinh trăm lần đại thắng, ký dầu Đống Đa sát thủ phơi trắng, 20 vạn quân thành sức như bão sông hào hào, chỉ mười ngày thôi thôi quân Tây Sơn đánh cho tan bởi đánh cho tan nát, đòi lại đất không nộp nồi vàng, tô đậm nét lên xanh nghiệp thanh anh hoàng trung đại đế anh hùng. Ôi hơi hơi chiều sông núi, ôi anh linh quang trung hùng anh, xin chinh giáp tâm thành của đàn con đó đang hướng về vùng đất địa linh lấy anh kiệt. Xin cho hãy muôn người như một một nhất nhất thể, đứng đứng lên nơi giặc quay về quê. Hoàng hoàng hùng hùng anh hùng của Việt Nam ngàn đời yêu dấu, sáu lần vào Nam sông pha chiến đấu, đập tan tà tướng Thái Lan, ba lần ra Bắc quét quét sạch bào tàn, áo vải cờ đào sang làng hào quang, trăm lần xuất chinh trong lần đại thắng, ký dầu Đống Đa sang thủ phơi trắng, hai mươi vạn quân thanh mây sức như bão sóng ào ào, chỉ mười ngày thôi thôi quân Tây Sơn đánh cho tới bời đánh cho tan nát, đòi lại đất hoàng trung đại đế anh. Ôi hơi hơi thiêng sông nông núi, ôi anh linh quang trung hùng anh, xin chứng giám tâm thành của đàn con đang hướng về vùng đất địa linh lấy anh kiệt. Xin cho hãy muôn người như một một nhật nhật tề tề đứng đứng lên lên quê nhật quay về quê. Xin cho hãy muôn người như một một nhật nhật tề tề đứng đứng lên núi giặc quay về quê. Cho hãy muôn người như một một giật giật tè tè đứng đứng lên đuôi giặc quay về quê. Xin mời quý vị.